em còn màu đỏ, em còn hai mẫu cuối cùng. Mẫu này có giá 380 cho mọi người. Ai mua chụp gửi lại inbox giùm em nha. Mua đồ đi anh ơi. Anh ơi, mua tặng cho em thì em nhận nha. Hồi nãy em nói rồi mà. Mẫu này là chỉ có cái áo khoác thôi à. Để em thay cho mọi người xem nha. Không có bán bạn đi nha chị ơi. Có đánh nhạc cho nghe thì được. Tối nay qua nhà em đi, em đánh nhạc cho nghe. Chị Tú Anh à, chị Tú Anh. À có mẫu sexy hơn nha. Hồi nãy giờ lúc đầu em có cũng thay mẫu sexy á. Để từ từ em thử nó nha. Giờ em thử cái mẫu này cho mọi người xem nha. Nè cái này chỉ có phát tròn không nè mọi người. Không có gì hết. Là em sợ bung quá. À mẫu này có phát ở ngoài không nha mọi người. Mẫu này em còn có hai màu nha. Hơi bị sexy luôn.
chào idol, idol của giới trẻ.